Nga xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hiện tại thì Nga đang ở Mỹ. Ở Mỹ, theo tiếng Anh mình gọi là America đó quý vị. Hôm nay thì là một cái ngày cuối tuần rất là mát mẻ. Thúy Nga cùng bạn bè đi ra đây để mà hẹn hò, tâm sự chuyện cuối tuần ở tại Bosa. Thì trước khi mà mình hẹn bạn bè thì bạn bè giờ chưa ai tới hết. Thì Thúy Nga sẽ ngồi đây chia sẻ một cái điều mà bữa giờ ai gặp tôi cũng thắc mắc. Nói trời bà Nga, dạo này bà ăn cái giống gì mà tại sao bà đẹp quá vậy? Càng ngày bà càng quyến rũ, bà càng sexy. Đặc biệt là vòng một của bà càng ngày càng nảy nở, càng hấp dẫn như vậy. Trời ơi, ngại hết sức luôn mọi người. Thực sự ra đó, bữa giờ là Thúy Nga bị mọi người đồn á, là Thúy Nga đi thẩm mỹ viện, làm ngực cho nó bự lên. Nó nào không hay. Trời ơi, thời gian lo cho gia đình, lo cho công việc, thời gian đâu mà đi thẩm mỹ viện. Thực sự ra mà nếu mà Thúy Nga mà có một cái vòng 3 mà càng ngày càng săn chắc, á vòng 1 chứ lộn, càng ngày càng săn chắc nảy nở như vậy, là cái bí quyết của em là em dùng cái sản phẩm mà viên sủi Lady màu tím thủy chung. Từ ngày em gặp cái sản phẩm này là tự nhiên em chung thủy với cái viên sủi này luôn á quý vị. Kỳ cục ghê nha, chỉ là một cái viên sủi thôi mà khi mà mình uống mỗi ngày vô ha, là tự động ha, cái người mình nó càng ngày càng đẹp ha, da dẻ thì săn chắc, mà dòng một càng ngày càng tăng dần lên, càng ngày càng to lên, càng ngày càng bự lên, đến nỗi bây giờ mà mặc áo hả, mặc áo thì cứ muốn nhét nó vô mà nhét không có được, nó cứ tràn ra hoài à, nó cứ tràn tới cái cổ mình luôn á, ngại hết sức luôn gì đó. Thì đây Nga muốn chia sẻ với quý vị á, cái viên Lady này nè, là trong này nó có cái xâm tố nữ ha, và cái tinh chất của đậu nành, nên là khi mình uống cái viên này vô mỗi ngày 2 viên thôi thì đảm bảo với quý vị hả, là tự nhiên là cái vòng một càng ngày nó càng đẹp lên, càng hấp dẫn lên đó. Bây giờ ha, nó to tròn hấp dẫn đây nè. Thúy Nga chia sẻ nha, là Nga đã dùng cái sản phẩm này nửa năm rồi. Tại vì khi mà mình dùng cái viên Lady sữa bọt này đó, chỉ cần trong một tháng thôi là cái vòng một mình bắt đầu nó có sự thay đổi, nó căng tức lên nha. Tới 3 tháng thôi, trời ơi, bây giờ cái áo ngực của Thúy Nga đó nó tăng lên tới 2 size luôn quý vị. Trời ơi, nó khủng bố luôn á. Không lẽ mình uống 1 năm sau cái mình đi mua áo ngực của mẹ mình mặc chắc chết luôn á. Nhưng mà nói nào nói, chị em phụ nữ á, thì ai cũng thích là có một cái dòng một hấp dẫn. Mà từ hôm giờ dịch Covid, Nga đâu có thời gian đi tập thể dục đâu, chỉ có dùng cái viên sủi này thôi. Đây bây giờ là Nga sẽ lấy nước nha. Nga bỏ cái viên sủi này vô. Đây là cái viên sủi thần thánh mà tôi đam mê lắm. Tôi sẽ uống cho mọi người coi để mọi người biết là nó ngon mà nó dễ uống, mà nó dễ dàng easy. Mà khi mình dùng sản phẩm này lên là đảm bảo là cái dòng một nó chập bay lửa luôn đó quý vị ơi. Đây, nãy giờ mà Thúy Nga cứ ngồi nói hoài à, mà không có thực hành cho mọi người coi ha. Đây, uống cái viên này nó đơn giản cực kỳ luôn vậy. Nó đơn giản như đang giỡn vậy đó quý vị. Đó, mình chế miếng nước vô, lấy cái viên sủi Lady này ha, mình bỏ vô, rất là thơm ngon mà dễ uống nữa. Ui chà. Đó, cả nhà thấy chưa, bỏ cái viên sủi này lên nè. Khi mà nó tan hết cái viên sủi này á thì mình sẽ dùng, và mỗi ngày mình uống 2 viên nha quý vị. Nga nhiều lúc mà trời nắng nóng á, có khi nhiều lúc Nga buồn buồn uống 3 viên luôn á, tại nó ngon quá mà. Đây cả nhà ơi, nãy á, lúc mà Thúy Nga chia sẻ là những cái thành phần ở trong này á, thì đó quý vị thấy á, đây là cái thành phần đậu nành nè, nó sủi lên ha, nó có cái ván đậu nành ở trên này ha, rồi có cái xâm tố nữ ở trong này ha, rồi đã vậy nó có một cái thành phần này rất là quan trọng nha quý vị, đó là cao thông đỏ đó. Cả nhà thấy không, khi mà cái viên nó sủi nó tan lên hết vậy nè, đó nó rất là nhìn đẹp mắt và rất là hấp dẫn ha. Bây giờ Nga uống cho mọi người xem ha. Trời ơi, nó ngon dã man luôn à. Mà nhắc nha, cái này là chị em phụ nữ mình uống thôi. Đàn ông mà uống vô tự nhiên cái đùng đùng cái ngực nó bự lên, nó kỳ cục lắm luôn á, không giống ai đâu. Cái này là chị em phụ nữ mình uống thôi nha quý vị. Còn ai mà đàn ông á, tự đùng đùng mà muốn thành chuyển đổi giới tính, nó không có đi phẫu thuật á, thì cứ uống cái viên này, Nga nghĩ chắc không chừng cũng bự lên luôn quá. Hả? Cả nhà ơi, Nga mới uống thôi đó ha, là
một tháng là cái dòng một nó tăng trưởng là một cách kỳ cục, nó căng mà nó săn chắc ha. Tới bây giờ là 6 tháng rồi thì thôi khỏi nói rồi, nhưng mà cái đợt mà Nga vừa uống xong 3 tháng là Nga phải tăng cái size cúp ngực lên mà 2 lần luôn đó. Bây giờ là không lẽ mình là lấy biệt danh Thúy Nga ngực khủng thì nó kỳ quá, nó không có hợp với mình. Nhưng mà thật sự là nó khủng thiệt nha quý vị, càng ngày càng bự. Em ngại lắm quý vị ơi. Uống cái viên này á, nó rất là ngon mà nó thơm mà nó mát nữa. Uống nó vừa có cái vitamin C mà nó vừa có cái mùi thơm của cái đậu nành á, rất là thú vị luôn. Sẵn đây Nga sẽ chia sẻ thêm một cái sản phẩm độc đáo mà kèm với cái viên sủi Lady, đó là cái hộp Hai Lady. Hộp Hai Lady này là wow, không thể nào mà nói được một cái điều mà thú vị. Đây là một cái gel Hai Lady nha quý vị, gel massage vô cái ngực của mình đó. Nó làm cho cái ngực của mình đẹp nha quý vị. Hằng ngày á, trước khi đi ngủ á, các bạn dành thời gian 10 phút thôi thoa cái gel này lên trên ngực của mình á, nó sẽ làm cho ngực của mình là săn chắc nè, hồng hào nè. Những chị em phụ nữ nào ha, mới vừa sanh xong mà bị thâm nè, bị rạn nứt thì xoa massage mỗi ngày thì một thời gian nó sẽ hết. Còn đặc biệt á là cái ngực của mình nó sẽ hồng ra đó, gọi là cái nhũ ngực đó quý vị. Trời ơi, tôi nói mà tôi mắc cỡ dễ sợ, nhưng mà không nói thì không được. Cái này thiệt tình là nó như vậy đó. Đây là một cái sản phẩm mà Nga cũng rất là thích ha. Lúc mà Nga uống cái viên sủi Lady này là Nga kèm với cái gel Hai Lady này thì càng ngày là cái ngực của Nga càng hấp dẫn và quyến rũ hơn, và da dẻ mình nó còn mịn màng và trắng trẻo ra nữa. Mà đặc biệt á, khi mà cả nhà muốn sử dụng cái sản phẩm Lady này á, thì cứ liên hệ với cái số điện thoại đó Nga để ở dưới đó, liên hệ với nhân viên ở đây, người ta sẽ phục vụ mình rất là tận tình luôn, chăm sóc khách hàng chu đáo, lúc nào cũng gọi điện thoại hỏi thăm và chăm sóc rất là kỹ càng ha. Nga đây nè, Nga ở Mỹ á, vậy mà mấy bạn cứ nhắn tin qua Zalo hỏi chị ơi chị xài sao rồi, chị có thích không, chị có thấy thú vị không. Nói thật với các em là chị thấy rất là thích đấy nha. Cả nhà ơi, sở dĩ tại sao mà Nga dùng cái viên sủi Lady và cái sản phẩm Hai Lady này, tại vì á Nga đang ở Mỹ mà cái công nghệ này á, là cũng công nghệ của Mỹ nha, là siêu nano, rất là tốt nha quý vị. Mà khi mà Thúy Nga đã dùng cái sản phẩm này rồi, có nghĩa là chị em phụ nữ mình cũng phải nên tin dùng. Tại vì á, khi mình dùng cái sản phẩm này á, là tự nhiên cái con người mình nó trẻ hóa ra đó. Thấy Nga không? Năm nay hả cũng khá khá tuổi đó mà nhìn giờ như gái 18 vậy đó. Mà đảm bảo với quý vị á, là cái sản phẩm này nó còn có một cái mà là Nga rất là tin dùng, đó là hỗ trợ ngăn ngừa ung thư rất là tốt nha quý vị. Chị em phụ nữ mình muốn đẹp như Thúy Nga thì phải dùng cái sản phẩm Lady này nha. À mà quên, Thúy Nga sẽ nhắc lại với quý vị nha. Khi mà quý vị á mua một cái sản phẩm Hai Lady này á, quý vị sẽ được tặng một cái cuốn cẩm nang để chăm sóc bí kíp làm sao cho cái vòng một mình càng ngày càng đẹp ra mà săn chắc như là Thúy Nga ha. Rất là hay. Và khi mà mình mua cái sản phẩm Lady này á, nó có một cái thẻ bảo hiểm quý vị, là nếu mà ai mà tìm ra được cái chất cấm ở trong cái sản phẩm của Lady hay là Hai Lady này á thì sẽ được tặng lại 100 triệu nha, được hoàn 100 triệu. Đó là một cái điều rất là đặc biệt mà chị em phụ nữ chúng ta cần lưu ý. À, hôm nay thì Nga nói về cái sản phẩm này để cho chị em phụ nữ mình hiểu hơn, và để muốn luôn luôn xinh đẹp và quyến rũ như Thúy Nga thì hãy nhớ dùng sản phẩm Lady và Hai Lady nha. Mọi thông tin liên lạc xin điện thoại, số điện thoại để ở dưới màn hình. Ok, bye bye.